đẹp quá. Cây ông vừa mới cắt lá, tỉa răm. Bây giờ nó lên lộc xanh đẹp quá. Xong vào phát thử xem luôn. Cái lá dưới bên này khả năng khác đấy, lá nhà tôi. Ông phải biết là lá này là tròn. Ừ, để tôi xem mà. Không, tôi hỏi nó bảo có quả không, nó bảo có quả. Có à? Bởi vì bác với cháu mà cháu không thể nói dối được. Ừ, thế thì chưa ra. Cành non nó bảo cây cây to của nó là cây có quả mà. Ừ. Tức là đấy là nó đùn từ rễ của cây mẹ ra. Nó bảo bác lấy những cái cây chuối quái hôm nào đến nhà cháu. Ôi cây này của ông cũng đẹp ghê đấy. Cây này là năm 2010 đi nghìn năm Thăng Long đấy. Đúng. Ở Hoàng Thành à? Đặt trong Hoàng Thành à? Đẹp ạ. Có một tác phẩm nhỏ vào đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội. Ôi, cây phi lao đứng giữa hai cây tùng xà nhìn đẹp đấy. Vâng, bộ ba cây này đẹp. Coi như là ba cây tùng. Thông là tùng mà. Vâng, nó họ là tùng mà. Đấy, ba cây này đẹp đấy, tác phẩm của ông hay đấy. Đấy, ui giời, thế mới tuyệt vời. Đúng hướng phải nó đấy. Đẹp quá. Đấy, mình chơi những cây này nó thuộc hàng bonsai. Vâng. Chụp một kiểu ảnh này đẹp lắm. Để tôi chụp. Cây này là cây gì ông nhỉ? Cây này là tôi gọi là cây xương cá. À, cây sự ui rồi cây xương cá có nhìn cây. Gọi là cây chân chim. Chân chim. Và gọi lá nó xẻ. Mà có cái gốc của nó cổ lão này kìa, lúa. Lúa rồi. Lúa theo năm tháng rồi. Vâng. Đẹp đấy. Và ông chế tác được cái cành rơi chỗ này khéo thế. Nhìn rất là thì có hồn. Làm 3 4 năm rồi. Rất là có hồn. Vâng. Đẹp thật đấy. Cái giống này nó cứng. Khó làm. Bên cạnh đây là tác phẩm cây me. Đang gò cái thân này cho nó chuyển mình. Vâng. Đang tăng đơ. Đang néo tăng đơ. Ở đây ông đang có cây hoa gì đẹp nhỉ? Chỗ đầu bẻ đây nhỉ? Cái này là cây hoa chiếu thủy không? À, mai chiếu thủy. Hoa, mai chiếu thủy. Đúng cái mùa hoa đẹp thế nhỉ? Mùa hoa ra từ gốc. Lá nhỏ, hoa nhỏ. Vâng. Mà hoa ra cả ở thế. Đẹp quá. Là đẹp.
Hoa ra cả rễ thật đấy. Vâng. Đây, ở rễ nó cũng có hoa này. Đấy. Mình chơi mình mấy thứ một tí. Có các loại hoa chứ. Xung quanh nhà mình có nhiều hoa nữa. Mùa nào cũng có hoa. Ông có cây xanh này, gốc của nó cũng quái đấy. Đẹp. Đẹp quá, cái cây này, cái thân của nó tuyệt vời đấy. Vâng. Tán bông ông cũng làm hoàn chỉnh rồi. Quá đẹp. Để em chuyển từ ra ngoài này. Đây coi mình gọi dòng với cây bưởi này để lấy cười ăn thôi nhé. Để em hơi... Không phải biết là làm sao mà cây nó ra một loạt lá đẹp như thế. Vâng. Ra đều, rất đều. Vâng. Và xanh. Đúng là lộc xanh. Tuổi dậy thì đây là đẹp rất ông ạ.